Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 25 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Đội tuyển Đức đón tin cực vui. Chấn thương của trung vệ Rüdiger không hề nghiêm trọng và anh hoàn toàn có thể kịp bình phục để đá cho đội tuyển Đức ở vòng 1/8 Euro 2024. Sau trận đấu với Thụy Sĩ, trung vệ Antonio Rüdiger đã có dấu hiệu dính chấn thương. Nghĩa mộ Đức đã nín thở lo âu, chờ đợi tình trạng của cầu thủ CM93. Và đội ngũ y tế của đội tuyển Đức đã kiểm tra rất kỹ lưỡng tình trạng của anh. Tin vui đã đến với những cỗ xe tăng. Cầu thủ của Real Madrid chỉ bị căng cơ và cần thời gian để hồi phục không dài. Không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào cả, Rüdiger hoàn toàn đủ thời gian kịp bình phục để thi đấu cho đội tuyển Đức ở vòng 1/8 tới. Sự xuất hiện của trung vệ 31 tuổi giúp huấn luyện viên Nagelsmann cảm thấy an tâm hơn. Rüdiger vừa trải qua một mùa giải với phong độ cao, anh có công lớn giúp Real Madrid vô địch La Liga và UEFA Champions League. Trước đó, đội tuyển Đức đã mất Jonathan Tah ở vòng 1/8. Với chiếc đệm vàng phải nhận trước Thụy Sĩ, cầu thủ của Leverkusen bị treo giò vì đã nhận đủ số thẻ phạt. Đội tuyển Đức sẽ chạm trán với đội nhì bảng C ở vòng 1/8. Đối thủ của cỗ xe tăng Đức được xác định sau khi lượt cuối ở bảng C khép lại vào rạng sáng mai. Sao Bồ Đào Nha dọa đá Tây Ban Nha về nước? Bồ Đào Nha đã chính thức vượt qua vòng bảng Euro 2024 sớm một vòng đấu. Ngôi sao Juan Cancelo đã nghĩ tới những đối thủ tiếp theo cho đội bóng của mình. Ngôi sao Bồ Đào Nha Juan Cancelo tuyên bố rằng anh muốn đội bóng của mình sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp Euro 2024. Hậu vệ cánh này gọi đội hình của De La Fuente là rất mạnh và nói rằng anh ấn tượng với phong cách chơi của họ. Juan Cancelo đã trải qua mùa giải 2023-2024 dưới dạng cho mượn ở Tây Ban Nha trong máu của Barcelona. Thưa quý vị và các bạn, Cancelo đã chơi cùng với Yaman, Pedri, Fermin Lopez, Ferran Torres của cao thủ đội tuyển Tây Ban Nha tại Barca. Vì thế, có hậu vệ cánh 30 tuổi này biết tài năng của họ và cũng hiểu họ. Tây Ban Nha khởi đầu vòng bảng với phong độ rất cao khi hạ gục Croatia với tỷ số là 3-0. Họ tiếp nối sự ưng phấn bằng chiến thắng kịch tính 1-0 trước đương kim vô địch Ý. Tỷ số đó có lẽ đã không dừng lại con số 1 nếu như hàng công của Tây Ban Nha may mắn hơn. Với 5 bàn ghi được và không để thủng lưới, Tây Ban Nha được nhiều người coi là ứng viên vô địch Euro 2024 sau màn trình diễn tại vòng bảng. Những quan điểm này đã được lặp lại bởi Juan Cancelo và anh đã chia sẻ như sau. Đội tuyển Tây Ban Nha rất mạnh, họ chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Văn hóa Tây Ban Nha luôn là như vậy, họ có những cá nhân xuất sắc và văn hóa thi đấu rất tốt. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ vượt qua họ, chúng tôi sẽ làm được thôi. Bồ Đào Nha cũng đã có được 6 điểm sau 2 lượt trận vòng bảng. Sau khi họ thắng Cộng hòa Séc đầy khó khăn với tỷ số 2-1, họ đã trở lại mạnh mẽ để giành 3 điểm dễ dàng trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Martinez đang vào form và cũng được đánh giá cao ở Euro này. Nhìn vào nhận điều trên, có thể thấy nếu Bồ Đào Nha muốn gặp Tây Ban Nha, cả hai đội sẽ phải bước tới vòng bán kết. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Georgia. Một chiến thắng sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho Ronaldo và các đồng đội tiến vào vòng loại trực tiếp. Huấn luyện viên Croatia cay đắng vì 8 phút bù giờ. Huấn luyện viên Dalic đã rất tức giận khi chứng kiến Croatia thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng. Ông cho rằng đội bóng của mình đã bị đối xử không công bằng chỉ vì đến từ một quốc gia nhỏ. Rạng sáng nay, lượt trận cuối của bảng B Euro 2024 đã diễn ra. Croatia buộc phải đánh bại Italia để giành vé đi tiếp. Đội bóng Nam Âu đã tiến rất gần đến mục tiêu của mình khi dẫn trước cao thủ Azuri với tỷ số 1-0 đến phút 90+7. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Zakagni đã chấm dứt hy vọng của Croatia, đồng thời giật về suất đi tiếp dành cho đội tuyển Ý. Bị gỡ hòa và mất vé đi tiếp ở những giây cuối cùng, huấn luyện viên Dalic không khỏi thất vọng. Ở buổi báo sau trận, nhà cầm quân 57 tuổi thẳng thừng chỉ trích tổ trọng tài vì cho trận đấu bù giờ 8 phút. Tôi không biết cuối cùng trọng tài có cho bù giờ đúng 8 phút hay không, nhưng bạn biết đấy, với FIFA và UEFA, Croatia chỉ là một quốc gia nhỏ, chẳng ai quan tâm đến chúng tôi nên chúng tôi tự phải đứng lên vì chính mình. 8 phút bù giờ quả là điều nhảm nhí. Với những gì đã xảy ra trong thời gian thi đấu chính thức, chiều nay không thể có lượng thời gian bù giờ lớn đến như vậy. Quả đúng là chúng tôi đã được hưởng một quả phạt đền và tôi không muốn gây ồn nào, nhưng tôi nghĩ rằng Croatia cần được tôn trọng. Tình huống mà trọng tài Dane Makele kiểm tra VAR để quyết định cho Croatia gần 11m chỉ diễn ra trong vòng 2 phút. Nhưng sau đó vị trọng tài này đã phải cắt còi thêm 7 lần để phạt thẻ vàng cao thủ của hai bên. Ngoài ra thì trận đấu đã bị gián đoạn nhiều lần khi mà Croatia và Italia liên tục thay người ở quãng thời gian sau bàn mở tỷ số. Với chỉ 2 điểm sau 3 lượt đấu, Croatia gần như đã bị loại. Cơ hội để họ lọt vào top 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng rất nhỏ, bởi hiện đã có Hungary ở bảng A, Áo ở bảng D và Slovakia ở bảng D là những đội xếp thứ 3 có 3 điểm. Trong đó Áo và Slovakia còn chưa ra sân ở lượt cuối. Hai bảng C và F cũng chưa thể xác định đội nào sẽ cán đích ở vị trí thứ 3. Ronaldo là không thể thay thế.
Cựu tuyển thủ Borussia Ricardo Quaresma đã đặt ra câu hỏi về việc ai có thể thay thế Ronaldo tại Euro 2024. Anh nói điều này đồng thời nhấn mạnh rằng Ronaldo nên đá chính ở mọi trận đấu của đội tuyển quốc gia tại Euro 2024. Nói chuyện với tờ Renascença của Bồ Nha, cựu sao của Chelsea cho biết: đối với tôi không nói điều này vì tôi là bạn của cậu ấy. Tôi nói điều này với tư cách là một người hâm mộ. Cậu ấy sẽ phải thi đấu, bởi vì nếu bạn loại khỏi Cristiano Ronaldo ra, thì bạn sẽ đưa ai vào đây? Khi được hỏi về những lựa chọn như Diogo Jota hay Goncalo Ramos, Quaresma nói thêm: họ cũng là những cầu thủ giỏi, nhưng sự tôn trọng sẽ khác khi bạn đá cùng Cristiano. Cậu ấy có thể không có một ngày thi đấu tốt, nhưng chỉ riêng việc cậu ấy ở đó, nhắc đến số 7 và Ronaldo, sự tôn trọng đã khác rồi. Đối thủ vốn đã hơi run vì chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ nhất, cậu ấy sẽ dứt điểm ngay. CR7 tiếp tục tham dự Euro năm nay dù đã gần sang tuổi 40. Anh chưa ghi bàn và đã phá kỷ lục khi tham dự giải đấu, với việc trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất, cầu thủ nhiều tuổi nhất kiến tạo tại Euro và cũng tham dự nhiều vòng chung kết Euro nhất. Levy quyết định bất ngờ. Theo đó, Robert Lewandowski đã khẳng định mình sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia Ba Lan sau trận đấu cuối cùng tại Euro 2024 vào tối nay. Với hai thất bại trước Hà Lan và Áo, đội tuyển Ba Lan đã chính thức hết cơ hội đi tiếp ở Euro 2024. Với cá nhân Robert Lewandowski, nỗi đau này dường như được nhân lên gấp đôi trong bối cảnh chân sút của Barcelona vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện vì chấn thương. Ở trận cuối gặp Pháp, có thể Lewandowski sẽ được huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ba Lan, ông Brobius, sử dụng một khi đáp ứng được thể lực. Với tài năng và kinh nghiệm của mình, sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1988 sẽ là sự bổ sung cần thiết với hàng công của Ba Lan. Với việc năm nay đã ở tuổi 36, Lewandowski được cho là sẽ sớm nói lời chia tay với đội tuyển Ba Lan, thậm chí là ngay sau kỳ Euro năm nay. Song chia sẻ với báo giới, Lewandowski khẳng định mình chưa hề có ý định rời khỏi đội tuyển quốc gia vào thời điểm này. Ngày mai tôi sẽ chưa phải là trận đấu cuối cùng của tôi dành cho đội tuyển Ba Lan. Tôi đã sắp bước sang tuổi 36. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng liệu tôi có thể thi đấu được bao lâu nữa. Nhưng tôi khẳng định vẫn có nhiệt huyết trong người và không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Rồi sẽ tới một ngày nào đó khi thức dậy, tôi sẽ nghĩ tới việc giã từ đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc này tôi cảm thấy tuyển Ba Lan vẫn có tương lai. Tôi biết mọi việc không diễn ra suôn sẻ khi chúng tôi rơi vào bảng đấu tử thần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chúng tôi đã xây dựng được điều đó ở đây. Tôi nhìn thấy tiềm năng của đội bóng này. Tôi nhìn thấy rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đã xuất hiện. Anh đã bỏ lỡ trận mở màn của Ba Lan tại Euro năm nay sau khi dính chấn thương đùi trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ một tuần trước khi giải đấu bắt đầu. Trận đấu thứ hai với Áo, anh chỉ vào sân thay người và không thể giúp đội nhà tránh được thất bại thứ hai. Chia sẻ về khả năng thi đấu trong trận gặp Pháp, chân sút Lewandowski khẳng định: tôi đã sẵn sàng thi đấu, tôi nghĩ mình có thể thi đấu đủ 90 phút. Màn so tài giữa Pháp và Ba Lan sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 6. Trong 8 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Ba Lan chưa biết đến mùi chiến thắng trước nhà cựu vô địch thế giới với 4 trận hòa, 4 trận thua. Vì thế họ chắc chắn đang rất muốn đánh bại nhà cựu vương thế giới ở trận đấu tới. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin giờ chót ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Tuyền Văn Hóa.